Xin chào các bạn, thì cái clip này thì mình xin giới thiệu các bạn một cái cách để chúng ta chỉnh sửa một cái đuôi PDF. Thì chắc hẳn các bạn có thể biết soạn thảo văn bản trong cái đuôi PDF này nó không cho chỉnh sửa. Thì đây chúng ta có chỉnh sửa, có thể xóa hoặc là có thể thêm đoạn text hoặc là thêm hình ảnh vô cái file PDF này. Thì để làm được cái việc này thì hồi trước mình cũng giới thiệu một cái clip chỉnh sửa PDF. Thì ở đây thì mình xin giới thiệu một cách nữa. Ví dụ mình có cái file này, thì để chỉnh sửa chúng ta cần phải có một cái vi tính kết nối internet và chúng ta mở cái trình duyệt web lên. Chúng ta sẽ truy cập vào cái trang web là pdfspace.com. Đây. Thì như đây chúng ta ấn vô start user này, using này. Ở đây chúng ta có hai tùy chọn, đây là bên có trả phí này. Rồi. Còn đây là mình miễn phí, chúng ta ấn như đây. Chúng ta upload PDF này. Ở đây chúng ta chọn browse đến cái file PDF của chúng ta muốn chỉnh sửa, upload lên. Mặc định thì cái trang miễn phí này thì nó cho chúng ta cái file là dưới 10 MB. Nó up lên. Rồi sau khi up xong thì nó sẽ load ra cái file PDF của chúng ta là như thế này. Thì ở đây chúng ta có thể thêm test này, email hoặc là link. Đây có thể xóa này. Đây, xóa từ này đi này. Đây, xóa. Đây, ấn tới đâu thì xóa tới đấy. Đây, chúng ta có thể xóa. Hoặc là chúng ta có thể thêm thêm đoạn test này. Đây chúng ta muốn thêm thì chúng ta chích như đây và chọn phông chữ. Đây đây là bọn size in đậm. Rồi, đây chúng ta có thể thêm một cái ảnh, bức ảnh. Đây, chúng ta browse đến bức ảnh ta muốn thêm lên. Chúng ta up lên cho vừa thấy gì chúng ta ấn vô mới thấy. Đây, đây. Ấn bao nhiêu cái thì nó ra bao nhiêu cái. Đó. Rồi, thì các bạn có thể xem và chỉnh sửa cái file PDF của mình. Sau khi làm xong chúng ta có thể nhấn vô đây và rê vô đây, chúng ta thấy save và download nè, save và download xuống đây, save file PDF này. Rồi sau khi cái bài của mình làm xong thì nó như thế này nè. Các bạn càng trau chuốt thì cái file PDF của mình càng đẹp. Clip mình đến đây là hết. Xin hẹn gặp lại các bạn ở cái clip sau. Chào các bạn nhé.